Hi, hello, chào mừng mọi người đã đến với kênh Naha Vlog nha mọi người. Đây. Gì vậy? Má vô chừng này là con gầu nó không biết cái gì tới. Thì... có ngày hoài vậy. Ông ngoại đang ăn cơm mọi người, mình thì giờ này chiều mọi người dọn cơm ra ăn. Thì bữa giờ mình úp sọ ống nhiều, bữa nay để mình úp sọ ống nữa nha mọi người. Thì mình nó nghĩ được ra một cái ý tưởng cho anh thật là thú vị. Cho anh ba. Cho anh ba luôn nha mọi người. Thì bây giờ để mình tắt máy quay rồi mình bàn kế hoạch với chị Ngân nha mọi người, để chị Ngân phối hợp dịp nhàng với mình nha mọi người. Không bốc chị lâu vậy nha. Chị Ngân đi cho anh. Thì để mình tắt máy quay xong mình nói chị Ngân xong mình ra mình đặt cái góc quay với nha mọi người. Ok. Ok mọi người, thì bây giờ mình đã bốc qua đây mình không sẵn hết rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trước chị ba đi vô. Chị ba đừng cơ nha. Còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa. Con nghe. Quản đi, làm gì á? Làm gì á? Càng của cha ta thì sao thì xin cho vui các con thôi. Chưa ngang ra ăn cơm. Thôi để em làm cho, để em làm. Đây. Rồi em để em ngồi đi. Nè, qua đây nè, chị Ngân ngồi kế bà. Cái gì? Qua đây ngồi đi. Gì vậy vậy, ngồi đây rồi. Không phải tao ngồi gì, kế kệ mày. Chị cùng gì chúng mới vậy. Thôi đi qua đây đi. Để mấy tao cái gì nữa. Nhật kìa. Dạ. Sao không? Chết cha. Sao mệt? Cho tao lỗ. Ủa gì vậy? Gì ở đây vậy? Chiên khô. Ủa chiên khô á? Không có. Ủa. Mày ăn đi. Không phải, em biết rồi. Ủa, mời ăn cơm. À, đúng mình thắng. Em mời ăn cơm, mời ba. Mời ba trước. À, chứ không được, sao mà kỳ vậy? Chị mời em ăn chứ. Không biết, không gọi. Gì vậy? Có sao trời? Không được mà, không được. Để em ăn. Mày gì vậy? Cũng có gì em? Không sao, không sao. Anh rửa lại cho anh. Để đi anh lấy cho em. Làm gì cho em? Ăn mình rồi. Ăn sao đấy hả? Được. Thấy lạ lắm nha. Thằng mộ cảm giác đánh nó sao bị làm ảnh gì mà thấy nó như mình vậy. À, không quýnh gì ba nghĩ sợ không có không có ba đừng mất trước trong phim không có làm không gì hai thấy thì nó đã đánh nhỏ rồi lắm mà sao có đâu sao thấy nó ba nghĩ sợ con đối vậy có đánh nên nó ra thấy nó nhút nhát mà nó sợ mỹ vậy hôm bữa đang ngủ ngay cái bếp đùng đùng chả không biết chuyện gì không có chị Ngân được chị Ngân còn thằng gái mà chưa chị ba không phải mà ba dạy ba nói trước là để mà mất có gì xảy ra ba không chịu à mới gõ bước ngay một cái đùng hết trơn con gái à không ta dứt chân mềm đó mày làm gì nhạc cơ luôn vậy cái gì mày xàm với mày nó làm gì nhỏ nhỏ mà giật mình hoài vậy con đánh anh quen thì quen luôn á em đừng có làm vậy bay nó làm anh chết vậy anh đi đâu vậy anh uống nước hả đi mấy nước cho không nhớ quản thùng luôn không không nhớ quản thùng luôn không không nhớ quản thùng luôn không á đồ ăn đi lại thì cái thảo dữ vậy hả có tao nè ăn cơm đi ăn lại thì tôi với ba thì ba chữ làm vậy tối vẫn nghe đùng đùng hoài ăn đi tự nhiên đi đừng có làm gì vậy có ba là đừng có sợ hết trơn á mày tao nói gầu đấy mày mốt vào tao là nghe cái gì cái là chết á
tao thấy nó là làm gì. Giờ tao nhỏ né không kìa. Con nói thiệt con không có làm chứ nó con không có làm á. Nó dám ảnh đủ gì á. Con làm gì đâu vậy? Trời ơi trời. Con có làm gì được không? Ba không làm hồi ba chửi anh vậy. Anh xin lỗi. Tự nhiên đi, con đừng có sợ cho nó có like nè. Nó dám làm gì con đâu. Thiệt luôn á. Kiểu kiểu gì? Tôi không? Mày cái kiểu đó nha chưa? Tao mà thấy được là chết tao á. Cái gì ba cũng có làm gì đâu rồi. Bữa nào thấy người ta tao á. Biết nó sợ luôn gì đó. Bạn tới là con nghe một cái đồng. Dạ hả? Mà con không biết vụ gì, con tính em cũng tính yêu ba rồi. Không có ăn bằng đây là em. Con đừng có bao che cho nó. Có gì rồi con nhát chịu à. Có gì nó với ba dạy lại. Cái tướng đó mà đánh nhỏ chết á. Không phải, nó không phải gì con nói với ba nghe. Ba bỏ con đâu. Điều mày bắt nó luôn. Em làm gì em bình thường đi. Đừng có sợ cho anh làm gì em, đó giờ có làm gì em đi bữa đó em làm gì ghê vậy. Anh bớt giận. Anh bớt giận. Làm sao vậy? Ba chữ nó rồi bỏ lên nó đánh nhỏ tao trời. Ở đây là cả bộ nghe ngô đi lên bách hiếp là chết tao à. Con mày ba luôn đó con mà có đánh rồi. Đứng. Đó không mày cái đầu con chạy lên liền. Anh dặn gì đâu em. Ăn đi chạy hết. Đừng có lớn tiếng. Ăn đi, có ba rồi, ăn đi. Hai mai bệnh hợi. Ăn đi. Hai mai bệnh hợi. What the hell? Cái tay của mày á, cái tay của mày á. Ăn đi. Cái tay nhỏ quá á. Chị đừng có đánh xào quá anh ơi. Cái mặt cũng xinh. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Được rồi. Con lắc con lắc con lắc con lắc con chùm bật luôn á. Không có ai không có ai không có. Con lắc rồi con lắc con lên hả? Không có. Có gì nói bà. Chớ làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu á trời. Không có con lắc con lắc bên đây nè cưng được à. Không có, con lắc em tự xưng à. Trời ơi trời vụ gì á. Không em đừng có. Anh lớn tiếng quá. Trời ơi trời lớn tiếng ngã sợ kìa không thấy không. Anh đừng có giận. Không làm gì trời nó. Anh nghĩ sao anh làm gì em, đó giờ anh làm gì em mà bữa nay em làm gì dữ ghê hả? Không, anh không làm gì là tại em. Lý à? Nghe ba nghe nó có làm gì đâu. Tại em, không phải tại em. Không có sợ gì trơn, có ba nhà, có sợ gì trơn. Có gì nói hẳn cho ba không biết đi. Giải quyết em cho. Không dám. Đó. Làm phải là cái gì vậy ta? Con nói cái gì với ba, tin ba đi. Nó sợ gì. Hả? Quá, kìa. Ăn đi. Con gấp cho ăn mà cũng làm gì ghê vậy, cũng không hiểu luôn á. Cái bàn tay ngoài có vấn đề. Tay dính gì không? Em ăn từ từ em ăn. Nhỏ hay gì rồi? Từ từ. Từ từ. Ngày ba ngày ba nói chuyện rồi đâu, không chửi mày. Mày có gì nó mới vậy? Em không có gì chứ, không có làm gì hết trơn á. Thôi được rồi. Bình thường nó hay như không giận. Không giận lắm chị ăn. Không giận dữ lắm hả? Trời ơi, mới lại em ăn nói gì không giận luôn á. Ăn đi, có ba nè. Tao cho biết mình cho. Đừng sợ gì trơn á. Cái nào phải nấu tao nha. Tao xử gì cho. Không có làm gì đâu. Giờ gì mà nói mình quá. Con chở em đi bệnh viện. Con nói rồi chắc chắn là tối nó quên hàng. Không sao, em không sao tự đi. Con chở em đi bệnh viện, gái mày đi cùng rồi. Đi bệnh viện giữ chừng cho mày đánh người ta hả? Em ở nhà không có bị gì chứ. Còn lâu em ơi, ba đứa đập. Trời ơi, em làm gì ngồi bình thường, em làm gì kỳ vậy? Con qua tới chúng em đâu? Thấy không? Làm gì vậy? Trời ơi. Con không làm gì luôn á. Ai biết, mày nói với ba vậy rồi. Nói giờ con không bao giờ con quýnh phụ nữ. Không có sao mà thấy nó sợ nó lục dậy vậy? Nó là thiệt. Chị hết hồn hoài luôn rồi. Mình làm thì chắc như gia đình hiểu lầm anh luôn á. Thử qua tà thử đi. Mày nói đó giờ tao nói phụ nữ mày sao mày đánh mình Khánh? Nó phụ nữ gì? Nói là phụ nữ nó vợ bé mày mà. Em đánh nó nào? Mày gì giỡn mày gì nè? Con đi con làm gì vậy? Sao không vừa? Thử chứ làm đi, đừng luôn chèo, đừng dỗ dành gì chơi, cũng sẽ ăn đi. Mày con nó bình thường có gì đâu hả? Người làm gì nó sợ hoài vậy? Trời ơi, này quạo lên rồi tối bị đánh hả? Có tu luôn nha. Rồi, mày xong rồi. Em chịu được. Rồi, xong. Không rồi, nó không nói được, không nói bằng nghe. Em nói đâu. Ở chỗ em bị đánh chết ở dưới đây này. Anh ăn đi, đừng có giận em. Đó, ăn đi. Tức dữ rồi trời, cũng dễ. Chỗ này ha, cho mày ha, cũng ăn bắt mày có ngày. Cái dụ như vậy? Đúng vậy, làm giết nó sợ luôn, chuyện gì? Con có làm gì đâu mà sợ. Chị Thái ăn nó yên như bay nó ăn còn sợ sợ nữa. Để miếng chắc ở trên kênh gác chắc hành hạ chắc dục mạ con lắm à. Hành hạ chắc dục mạ con lắm à. Con hành hạ gì, ba nghĩ sao ở trong nhà không? Hành hạ ba không biết. Con thái độ nó kìa, bên họ làm gì có gì không? Ba
Em bữa nay em sao vậy? Đó, em xin lỗi. Em xin lỗi mà. Anh không dám nói chuyện em luôn hay kìa. Không dám nói. Làm ghê quá à. Làm như anh giống như mấy thằng đánh đập một vũ vu dữ lắm vậy. Không có làm sao vậy? Có đâu, con có đâu. Không, ba không chịu được, không sao. Đó, hết giờ hiểu được. Trời ơi, nói chuyện chỗ đó hiểu lầm anh chết. Không, anh đừng nói vậy. Đừng vậy là gì, em mới đừng vậy á. Nhỏ nói vậy luôn rồi, có nào rồi đó. Để em ăn cơm xong em mất chân cho nha. Trời ơi. Trời ơi trời. Gạo ghét á, đỡ lắm trời. Không có vụ đó đâu. Làm cái có được anh. Có đâu, em có kêu gì đâu. Thôi này thôi nào rồi mà còn vụ mà hậu hạ kiểu đó hả? Hậu hạ vậy em có kêu gì đâu trời, nó thiệt luôn á, nó hề luôn á trời. Không vậy thôi em rửa chân cho. Trời ơi trời. Em quá đáng quá bà. Được rồi, em ăn xong lên em nằm nghỉ đi, không có cần làm gì hết. Cứ ăn đi, ăn xong đi ra bằng cách nói chuyện với bà. Cứ ăn đi, ăn xong đi ra bằng cách nói chuyện với bà. Cứ ăn đi, ăn xong đi ra bằng cách nói chuyện với bà. Ăn xong đi ra bằng cách nói chuyện với tôi. Con không làm gì đâu hả? Để ăn đi. Không mấy, không mấy. Quả em thiệt luôn á. Rồi. Không mấy, nói em lên em massage cho, đừng có gì. Em quyện gói em massage. Trời ơi, nghe ngồi đi. Hồi ba em chửi anh. Không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không? Mưa nào mà hấm tạnh. Thì bình thường em cũng quỳ gối em hết á. Thôi nào, tâm như anh nãy giờ cũng đập cái đầu nó. Nó đắp con tay vậy đó. Em quỳ gối em hết xa cho được. Hồi đó giờ có bao giờ anh tra tấn em gì đâu mà em làm gì bữa nãy ghê vậy? Tao nghe đùng đùng mấy nay rồi. Ăn cơm đi, có ăn cơm đi, hỏi ba ca. Bữa tối cũng nghe hả, bập 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 rồi. Ông không có cái cây, ông đánh bằng tay luôn mà. Trời ơi, đánh bằng tay luôn rồi. Anh đánh em bằng đau. Em nói chuyện với đàn mày nha. Rồi em làm. Nó khùng đó, nó đủ ăn mày. Có hiện không có đánh đâu. Có là đồ đánh. Lại em đưa em có cái chuyện nói thẳng, nói thiệt cho ba biết chứ. Nói chuyện kiểu đó rồi ba. Đừng ở rồi, hai con tay quá trời. Nghe chưa? Con có hành hạ đâu. Không có. Vài ngày nữa nó về quê, nó mẹ nó thấy hả? Sao em giấu anh mặc đồ dài hết rồi. Không có ai vậy cho nha. Anh lại em luôn, có cái gì em nói thiệt giùm anh một cái để ba hiểu lầm. Tới có gì? Em nói thiệt mà. Nếu mất thời thời chứ còn thiệt gì nữa. Đi hả? Đó, chị sợ anh luôn kìa. Anh đi qua đi. Anh sợ em á, mấy má sợ em luôn á. Anh tưởng em là cái gì luôn. Em xin lỗi mà. Nhìn mày như con khủng long vậy, không sợ. Làm gì sợ, không nói gì đâu. Mày đánh đó. Rồi đó giờ mày có ráng kém tuyển quá ba kìa. Ăn cơm đi, ăn cơm đi ra trước mặt mà chị. Thôi không ăn đâu, ba ăn xong đi rồi nha. Chị không có biết gì đâu, thiệt luôn á. Cái gì vậy? Bà con cha tụi bay. Ba ơi, con xin lỗi. Cái gì nữa vậy? Quá trời. Bay với tụi đường thư lắm nha, ăn cơm có 100 giờ đó nha. Nha. Ăn cơm, ăn cơm nha. Con xin lỗi ba rất nhiều. Không có, nhưng mà anh đừng cứ quýnh em. Ai đứa bay hợp tác cho ông già nói gì? Thôi bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Ông á ba, ông kêu con làm cái chuyện này rồi ba. Nè, em trả cái bay nè, em trả cái bay cho anh nè. Em chỉ cho nó không đi. Thấy em chưa hả? Thấy em chưa? Trời ơi. Ba ơi, ông đánh con rồi này ba ơi. Không ai bên giờ hay đâu. Ai? Không. Anh bay lên đá xong bay một cái quá. Giỡn nhiều cái rồi lỡ ba hiểu lầm. Nhưng mà hiểu đúng mà, tối em phải quỳ gối rửa chân cho anh. Tối nay lên quỳ gối rửa chân thiệt nha. Sao ôi mắc địch chắc có hết trơn. Bóp chân bóp tay thiệt nha. Đi ra chỗ khác. Tối là lên. Cơm cũng nghiền với em đó, nó hại luôn. Đi vô chơi, kia đi. Dẹp đi. Nghĩ sao dở hết. Đi 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 đi. Tối là trả lời bóp chân bóp tay anh nè. Đấm lưng nữa ha. Trời, kệ em vô mét ba nè. Mét ba. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip cho anh của mình nha mọi người. Ôi thật có lỗi với ba. Kiểu mọi người đã xem hết clip cho anh nha. Cảm ơn chị Ngân rất nhiều. Để xíu vui cảm ơn chị Ngân. Xin lỗi ba. Mốt anh đóng em thiệt. Khỏi anh bình em nữa. Anh im mọi người một cái đi. Thì mọi người ơi. Trong em cái bụt bây giờ. Đi vô ăn cơm. Đi đi. Ta vô ăn từ từ. Ăn chiếc cơm chưa xong nãy giờ. Nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip cho anh của mình nha. Thì bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.